Hello anh em, trở lại Cô Gái TV ha. Đây, hôm nay mình đang ở nhà chú Khánh Vũng Tàu anh em. Hôm nay ra đây từ Long An ra đây đặt cái ốc cu. Anh em ha, cái ốc cu bằng một cái loại dây này dây mới chú ha. Dây AD nha anh em. Dây AD thì không phải điện lực, không phải lượng kim, mà dây này là loại dây mới nữa. Chú Khánh cũng nghiên cứu cũng ông làm nè. Bây giờ mình ra đây mình nghiên cứu, mình đặt cái về chơi anh em ha. Anh em cùng xem cái mẫu dây này như thế nào nha. Anh em ha, đây là cái loại dây AD này. Dây này thì nó rất là mảnh anh em. Đó, anh em mình làm cái úp á thì nó mảnh lắm. Cái thứ hai nữa là cái màu nó tối. Cái màu nó tối mình cũng không có cần phải sơn luôn anh em ha. Nói chung là một loại dây khá là mới trên thị trường. Hầu như là chưa có ai làm hả chú ha? Có chưa chú? Có rồi đó. Có rồi hả? À có một số anh em làm rồi hả? Đây, đây cái úp này là úp size nhỏ, size này có 28. 28 anh em, 28 cho anh em nào quấn mồi cắt đuôi á thì quấn cái mồi này ha. Này cái size này. Cái cửa nó chú cũng làm vậy chứ đâu có làm cửa thứ đây, cái cửa này cũng khá là đẹp anh em ha. Này cửa. Tay vô giày lấy ra nè, vô giày tự động nó nảy vô. Mà cứng luôn, khỏi có cứng ngắc luôn, không có bị bung cửa. Xuống cũng không phải là bung. À, đè xuống cũng không bung luôn. Đó, đây anh em, đây là cái bội úp cu bằng dây AD, một loại dây mới trên thị trường. Nói chung là cũng rất là ít người làm cái loại dây này ha. Đây, đây là cái úp 4 dèm anh em. 4 dèm nha. Này, 4 dèm. Đây, đang làm đây anh em. Nó làm mắt này. Dạ mắt nó mắt vuông. Mắt vuông. À mắt vuông. Đang làm mắt vuông nè. Mắt vuông đây dây nó luôn hả chú ha? Đó. Này là không phải inox anh em ha. Không. Này là không phải inox nha. Nhìn nó giống màu inox nhưng mà không phải inox, không đó, xét, không đứt. Không cái lưỡng kim á, lưỡng kim thì lâu ngày này sẽ đứt mấy cái mối này. Mấy rồi nè, dục trên gác bếp mới lấy ra đó. Đó. Nó là sẽ bị đứt, lưỡng kim là bị đứt mấy cái mối này nè. Đó, nhưng mà cái dây AD này là sẽ không đứt. Nên nó dai, nó dẻo. Nhưng mà nó có đàn hồi nha. Đây. Anh em, nó đàn hồi dữ lắm anh em. Đó. Nên anh em mình chơi nó ok ha. Đó. Thì mình thì đặt size 36 lực. 35 hay 36 có được chú? Con chơi cái lòng 36 đi. 35 cũng được, 36 cũng được. 36 ha. Hai cái thứ đó muốn xài thứ nào xài. Dạ. 35 hoặc 36. 35 hoặc 36 cũng được. Dạ. Thì theo cái con hồi mình chứa vô cái lòng nào thôi. Dạ. Cái chứa lòng to thì mình đặt cái size to để chồng vô cái lòng của mình vừa mình xách đi cho nó gọn. Để loại này là chú Khánh ổng làm cho cái vàng kim cu dằn luôn nha anh em. Tùy theo lỗ lớn lỗ nhỏ anh em thích là làm lỗ lớn lỗ nhỏ gì là có hết. Cu dằn nè. Đây anh em, ê ốp cu dằn. Ốp cu dằn lỗ nhỏ nha anh em ha. Cu dằn. Đây còn cái ốp này là cu mình size 28. Đây là cái loại dây mới, dây AD. Độ đàn hồi rất là cao anh em. Đó anh em thấy không? Độ đàn hồi lớn lắm. Đó, và đây cái cửa cái móc cửa anh em thấy không? Cái móc cửa này là đây móc cửa lò xo kiểu mới của chú Khánh ông thiết kế nha. Mà lại chú làm lại coi chú làm lại cái đó nè, lấy ra thì cần lấy phải có tác động vô đây nó mới ra nha. Dạ, đẩy vô lò xo ra rồi. Dạ. Khi cho vô đẩy qua cái cửa buông ra vậy tự động. Dạ, rất là ok anh em ha. Dây AD dây mới, đây nó có hai loại, đây là dây cái một thằng 3 thằng 4 3 dèm, đây là 4 dèm. Để làm cho con 4 dèm nha chú Khánh ha. Có loại nhỏ hơn 2 dèm. Nhỏ hơn 2 dèm có nữa hả? Đây 2 dèm mình làm gì? 2 dèm mà thằng nhỏ thích mảnh nữa thì làm nữa. Thích mảnh nữa là mảnh luôn hả? Mà mảnh quá nó yếu không? Thì tất nhiên mảnh thì nó phải yếu rồi. Đây. Đây 2 dèm. Dạ 2 dèm. 2 dèm nữa. Dạ 2 dèm thì giống rồi nhỏ quá. Nhỏ lắm. Nhỏ quá. Thằng thích tàng hình á. Tàng hình nữa như chó mèo sao? Chó mèo thì đi thôi. Đó, thì hôm nay mình ra để mình đặt cái ốp bội ốp này từ Long An ra tới Vũng Tàu anh em. Đó, đặt sư phụ mình. Nói chung là đây là sư phụ chuyên nghiên cứu và phát minh những cái gọi là cái đồ chơi cu độc lạ đó anh em. Đây có mấy cái cây nó vững chặn được luôn nha. Cây này nó có chốt, lấy cái lồng ra nè, khi mình không quấn lồng nữa thì mình lấy cái lồng ra. À. Ra vậy. Dạ. Sạch đi. Còn muốn quấn trần á thì bật ra quấn trần. Bật ra luôn. Bật ra luôn, quấn trần. Quấn trần gắn đây. Vô thôi nè. Đó, nó vậy đó. Dạ. Nó vậy. Rồi, con chim nhảy lên đầu nào cũng chết. Đầu nào cũng chết. Hai cầu tử. Cầu này cũng chết. Ờ,
mà cầu trên cũng chết. Mà cái này chưa bọc cây nha, đặc biệt cái của mình nó bằng nhôm. À, cái này là bằng nhôm, giờ bọc cái vỏ ấy vô chú. Vỏ cây vô, đó bọc vô nó giống kìa. Lấy xuống chú, lấy thử lấy xuống chú cầm rồi chú. Nó rất là nhẹ nha. Quấn xào là quấn như cái lục lá mình rồi của ta. À. Nhưng mà đặc biệt có cái khi mình rút cái chào tử ra, à, mình rút chào tử ra là dây nó vẫn nằm ở chào tử nha. Dạ. Rồi mình chập vô vậy là mình đi thôi nè. Nhưng mà khi mình thiết kế nó khác với người ta là khi mình chập vô như vậy là tự động nó gài nha. Dạ. Đó vậy là nó gài rồi đó. Dạ. Vậy là xong rồi đó. À, vậy là gài rồi, nó buông ra nó giật rồi nha. Giờ chú bỏ chốt an toàn ra, bỏ vô là nó giật rồi nha. Nè, nó giật cái cần sau nó giật rồi nha. Nè, nó giật nè. Đó. Dạ. Thấy chưa? Dạ dạ. Xỏ vô vậy là nó tự gài. Dạ. Đó, giờ chú khóa lại là dạ. Giữ cái chỗ an toàn ở dưới cũng như vậy. Dạ. Nó tiện hơn. Tiện hơn. Dạ. Còn thiết bún đất á, thì ở dưới đây chú làm một cái ống. Nó có trong cái chú để trong xe. Rồi có cái ti cắm nước đất. Khi để xuống, dị vật để vô vậy gài vậy thôi. Dạ. Nó chạy vô kèm nó không chết mà nó chạy xuống đất nó cũng phóng lên đây. Một là phóng kèm này, hai là phóng kèm này. À, phóng lên gù với mồi mà. À, nó chạy dưới đất thì nó cũng phóng lên. Dạ. Nhưng mà cái móc cũng rời đâu nha, móc này cứ vậy là lấy ra móc luôn. Khi mình quýnh không có móc là quýnh xào. Ví dụ mình thích quýnh xào giống như mấy người Thái Lan đi. Bỏ cái móc ra. Dạ. Chấp cái xào dưới lên. Xào như nằm dưới đất của cái lồng. Dạ. Là quýnh xào, quýnh chống xào á. Quýnh chống xào quýnh. Quýnh dây điện, quýnh dây điện rồi đó. Quýnh dây điện, quýnh đồ luôn. À, quýnh cọc điện quýnh rồi. Quýnh dây điện, quýnh hàng rào được luôn. Dạ. Quýnh dây điện được luôn, quýnh cái trụ bê tông được luôn. Cái này đặc biệt là anh em, cái này á là cái ống nhôm mà chú Khánh ổng ghép cái vỏ cây ra đây, ống nhôm nè, đó ống nhôm nha. Thì ra vậy nè. Rồi ghép cái vỏ cây vô để cho nó tiệp với màu của cái cây luôn, cây rừng luôn. Nên con chim nó sẽ ngụy trang con chim ha. Thì đây là một cái giống như là một cái phát minh của chú Khánh về cái bộ môn chơi chim cô gái ha. Chiên đánh những con bổi trận. Nó mơ cũng thấy cây này. Mà chú đâu có làm. À không có làm hả? Đây là cái cây này là cái thằng đệ tử ở chí cốt lắm đó, nó kêu làm cho nó đó. Dạ. Nó xuống tận đây nó lấy á. Dạ. Nhưng mà cây này đặc biệt có một cái là nó có pha với lại cây riêng chứ không có nhôm như cây này. À đó là, nhôm full nhôm, full nhôm. Full nhôm. Dạ, còn cây là cái cây chính này là cây cây rừng. Cây rừng. Đây là cây bả vô là cây rừng. Dạ. Còn cây này đặc biệt là nhôm hết. Dạ, đây là cây lập giống như đờn cò mà có thể đánh trần được, rồi đất đánh luôn. Đất được, đánh xào được, găm với đất được, đánh xào được, đánh nói chung là cái lập gọi là cái lập đa năng. À, lập đa năng ha. À, lập đa năng anh em ha. À.